chào các em lại đến với kênh Bé Út Chibi. Như đã hứa, ngày hôm nay chị sẽ làm một video về bán đồ đồ chơi thăm gì. Xin lỗi các em nha, chị hơi bị dốc. Tức là chị sẽ giới thiệu giá tham khảo cho các em về các loại quần áo mà búp bê mà chị mới nhập hàng về. Đây là những mặt hàng rất là cao cấp nhưng mà nó rất là đắt tiền, cho nên là chị đã hạ giá rất là thấp xuống luôn để giới thiệu cho các em. Bây giờ chị xin giới thiệu với các em nha. Có rất là nhiều đồ. Đây là bộ đồ thứ nhất của búp bê. Tất cả chị đều lấy là 60.000 đồng nha. Để chị khui ra chị giới thiệu cho các em xem cho nó rõ nha. Ơi, nó dính vô luôn rồi mấy em ơi. Nó dính rồi, chị không tháo ra được. Nó đã dính vô rồi, bây giờ thôi nhìn như vậy nha. Bộ đồ 60.000 này gồm có một cái đôi giày bốt. Đó. Gồm có một đôi giày bốt, một cái váy. Cái váy bằng cái vải vải bố nha các em, rất là dày, có viền ren nè, có cái nơ nè, có cái cạp giống như váy thật của mình vậy đó. Cái cạp váy các em. Đó. Có một cái ví. Có một cái ví nè, dây rất là đẹp. Wow. Còn có cả một cái áo khoác nữa này mấy em ơi. Cái áo khoác á, cái vải nó sập á nha. Ở bên trong thì có một cái áo thun nữa nè. Đó, tay dài, áo khoác, rồi một cái áo dây trong, một cái này 60.000 đồng nha mấy em. Rất là đẹp nha. Hay để chị tháo ra luôn đi nha. Nhưng mà chị tháo ra rồi không biết chị có dán lại được vậy không nữa. Thôi, giới thiệu vậy đi nha. Để bạn nào mua thì nó còn mới nguyên ha. Đó. Tiếp đến là bộ đồ thứ hai. Chị cũng chỉ bán có 60.000 thôi, rất là rẻ. Có một đôi giày bệt nè mấy em. Một đôi giày bệt màu xanh. Các em giờ em thấy gì đây không? Một cọng dây nịch nha. Dây nịch có bấm lỗ nè. Có cả cái mặt dây nịch nè, rất là khó làm nha. Nó thuộc về hàng đồ chơi tí hon rồi đó. Ở đây là một cái thương hiệu rất là sành điệu nha, chuyên sản xuất thời trang cho búp bê đó các em. Giá rất là cao ha, 60.000 đồng một bộ lận đó nha. Đây là một cái quần leskin ha, quần giống như quần jean nhưng mà lại là quần jean thun ôm, quần dài nha mấy em. Đó, quần dài có cái ấm nè, có một cái khăn choàng mùa đông nè. Đó, áo ấm mùa đông. Và đây còn có thêm ở bên trong nè các em dòm nha, có một cái áo nữa đó bên trong nè, có một cái áo thun nữa ha, khăn choàng. Rồi đây một cái áo này hả, cái áo này nếu như mà áo của chúng ta người lớn á, mua ở ngoài là rất là mắc nha. Nè, áo này may rất là cẩn thận các em thấy không, may viền nè, có lông nè. Ô chà, búp bê mặt chắc là ấm lắm đây. Có móc khóa nữa nè mấy em, và có túi nữa nè, may túi hộp rất là sành điệu nha. Đây nè, có cả một cái túi hộp nè. Nói chung là đây túi hộp nữa nè. Nói chung là đồ người lớn như thế nào thì đổ đây nó y như vậy luôn á. Đẹp ơi là đẹp. Cái cổ áo bằng lông nè, rồi có một cái mũ len nữa nè mấy em. Ôi cha ơi, có 60.000 đồng thôi. Chị bán rất là rẻ luôn đó nha. Rồi, tiếp theo bộ đồ thứ hai. Đây, nó là cái dép. Dép cao nha, dép đế xuồng nha mấy em. Dép đế xuồng cho búp bê màu hồng. Và một cái giỏ nè, cái giỏ cho bạn gái. Cái giỏ này nó rất là to ha. Mình có thể xách đi mua được rất là nhiều đồ, để búp bê đựng rất là nhiều đồ và nó rất là thời trang. Ok. Tiếp theo nữa đó là một cái váy jean. Đây các em dòm thấy váy jean này cũng là váy jean hộp, rất là sành điệu. Cũng có luôn một cái sợi dây nịt nè. Có một cái đồ cột tóc nữa nè. Có đồ một cái đồ cột tóc cho búp bê nữa nè. Và một cái áo thun. Còn ở trên đây là cái gì? Một cái băng đô đó mấy em. Một cái băng đô á. Các em thấy có đẹp không? Wow, bộ nào cũng đẹp hết á. Đây nè. Một cái băng đô hay là một cái đồ bịt mắt kiến vậy đó. Một cái áo thun nè. Cái áo thun có viền đen nữa nha. Chất liệu rất là mềm mại. Quan trọng là sợi dây nịt nè các em. Rồi cái ví nữa. Ôi cha ơi, may sao mà đẹp và khéo. Ơi là khéo luôn á. Nè,
Các em thấy không, may bằng đường chỉ đàng hoàng nha, đường chỉ nhỏ nè, mà may thêm cái túi hộp nữa nè. Trời ơi, không biết bây giờ chị mới may được cái đồ như thế này nữa đó. Cả bộ này cũng đẹp, bộ này cũng đẹp luôn, không biết chọn bộ nào luôn á. Bộ nào chị cũng thích hết. Đó. Rồi đây, đây là bộ đồ thứ tư, đôi giày màu đen. Đó, đôi giày màu đen. Rất là kiểu nha các em, rất là phong cách đó. Ở trong mấy cái túi giày chị bán, chị chưa thấy đôi nào như thế này hết. Đẹp ơi, đẹp. Wow, còn có một cái quần jean nữa nè. Quần jean bụi lắm, quần jean rất là ngầu. Đó, quần jean gấp lai lên ha, gấp lai lai lên rất là ngầu. Chất liệu là jean đàng hoàng nha các em. Và may rất là cẩn thận. Có một cái khăn choàng mùa đông tiếp tục ha. Cái khăn choàng mùa đông này là cái khăn choàng bằng len mà như thế này. Rất là thời trang. Đúng là màu đỏ luôn đó các em. Màu đỏ là mùa đông là người ta hay mặc màu đỏ đó. Đó, áo nè, áo đỏ bọc đô, áo thun nha, áo thun phơm dài đàng hoàng. Đó, áo thun phơm dài rất là sành điệu. Và kèm theo là một cái túi nè, cái túi da. Wow, một cái túi bằng da. Và có một cái bông hoa rất là lấp lánh, sành điệu quá. Và có một cái kiến mắt kiến cho búp bê luôn, mắt kiến bạc. Các em thấy có đẹp không? Một cái mắt kiến bằng mắt kiến bạc luôn. Đó, sành điệu ơi là sành điệu luôn. Không biết là các bạn chọn bộ nào, nhưng mà hả, chị cảm thấy là chị rất là thích. Bộ nào cũng thích hết á. Có 60.000 đồng thôi ấy nha. Tiếp theo là bộ đồ thứ 5. Một đôi giày đỏ. Và một cái quần jean luôn. Quần jean cũng rất là bụi, nhưng quần này thì không có gấp lai lên. Đây, cái quần này thì nó gấp lai màu đen ha, rất là ngầu. Quần này á thì nó cái phong cách của nó cũng búp bê, nó dễ thương hơn. Nó cũng dễ thương. Đó, dây nịt thì màu hồng luôn nha các em. Đó, chà, dây nịt hình cô gái đàng hoàng nha. Cái mặt dây nịt này làm sao người ta làm được ta? Nó bé xíu à. Trời ơi, đúng là công phu thiệt luôn á. Và này nè, khóa nè. Có con đĩa đàng hoàng nha, nhỏ xíu xíu à. Áo này giống như là áo da đó. Nè các em dòm đi nè. May rất là chắc chắn và rất là sành điệu. Cổ lông. Bên trong có một cái áo thun nữa nha. Wow, tuyệt vời quá đi. Ước gì ha, ước gì mà chị có thể lấy được nhiều hàng á. Chị chỉ lấy được có mấy bộ thôi đó mấy em. Đó, tiếp theo đây là một đôi giày bạc. Đôi giày bạc lấp lánh lắm nha. Đó, và một cái quần leskin. Mà là cái quần leskin thời trang mà bằng ren ôm sát màu đen bằng lưới ha. Bộ đồ rất là phong cách. Và cái váy nè, váy giống như là váy búp bê tiên á, búp bê bướm bướm á, nè xòe xòe tơi 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 ra như là chiếc lá vậy đó. Nhưng mà hoặc là giống như là mình mấy cái ca sĩ mà hát nhạc rock đó rồi các em. Đó, người ta mặc vô vậy đó. Áo nè, áo cúp ngực qua, có cổ lên, tay thì dài xuống, có dây thắt chéo qua. Hay không? Người ta làm hay không? Trời ơi, chị không giờ làm được. Có cái dây xích nữa nè. Đó, rất là phong cách. Nó giống như là mấy người hát nhạc rock vậy đó. Các em thấy có thích không? Đó, đây là bộ đồ thứ mấy là ta? 1, 2, 3, 4, 5. Bộ thứ 6. Đó, chị lấy được có 6 bộ đồ thôi. Vì đây là những bộ đồ hàng hiệu. Đó, dành cho búp bê. Rất là xinh đẹp. Đó, mà giá thì cao lắm. Chị lấy giá vốn bán cho các em luôn. Riêng về đồ này các em không bớt chị được 1.000 luôn á. Vì chị bán giá vốn luôn. Chị lấy bao nhiêu về chị bán bao nhiêu. Vì nếu mà chị bán mà chị có lời nữa đó thì nó rất là cao. Chị không thể nào làm điều đó được nha. Vì chị biết các em là không có nhiều tiền. Đó, các em nhớ thương chị nha. Và hãy nhớ đăng ký thành viên trên kênh Bé Út GB, rủ các bạn cùng mua chung nha. Vì phải từ 150.000 trở lên thì chị mới ship hàng đi tỉnh xa. Vì chị sợ là các em sẽ bị mắc tiền ship đó nha. Cho nên là các em nhớ rủ các bạn cùng xem, cùng chọn đồ và mua chung với mình nhé. Và đồ này á, chỉ có 6 bộ này thôi. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Và đây là một cái váy. Ngoài ra thì chị còn có thêm cái váy. À còn quên nữa chứ. Đó là đồ thời trang. Còn đồ này á là cũng 60.000. Nhưng mà nó là đồ không phải là chỉ là thời trang, mà nó còn là đồ chị nói như thế nào ta, đồ Nhật Bản đó các em.
Đó, cái này thì chị lấy ra được. Đây, đồ Nhật Bản ha, bên trong nó có một cái móc cũng 60.000 đồng nha mấy em. Đó, may hai lớp ha, tức là bộ đồ này nó mắc là nó may bằng vải rất là tốt. Các em dòm đi, vải nè, ống ánh có hoa màu nâu, hoa màu đỏ nè, hoa màu xanh, rồi ha ánh sa cừ, ánh ánh kim vàng nữa nè, đồ giống như đồ của vua ngày xưa vậy đó. Đó, may thì tay dài, bộ đồ này may rất là tốn vải. Hai mặt nha, mặt bên đây thì màu này, mặt bên đây thì bằng cái vải 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 giác vàng hay sao á, chị thấy giống như là vải giác vàng á, rất là óng ánh, rất là đẹp nha. Đó, nguyên bên trong luôn nè. Như vậy là mình có thể mặc thành hai 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 màu đó mấy em ơi. Nếu như chị là chị mặc hai màu luôn á, để chị thử nha. Đó, tháo ra. À không, nếu như vậy thì không hai màu được. Đó, cái cổ dán lại đây ha, sau đó mình sẽ thắt thắt cái eo lại. Kimono, kimono, đây là đồ kimono, đồ của búp bê Nhật Bản, không rất là đẹp đúng không? Các bạn có biết tiếng Nhật không? Xin chào là gì? Xin chào là gì? Các em có biết không? Nhớ bình luận cho chị nha, chị cũng biết. Đây, bộ đồ này 60.000 đồng nha các em. Rồi, chị sẽ cất vô luôn. Chỉ có một bộ một thôi. Cứ mỗi một kiểu á, là chị chỉ lấy được có một bộ thôi. Chị năn nỉ người ta bán thêm nữa mà người ta cũng không có hàng nữa. Tại vì đồ nó hơi mắc á, người ta cũng không dám lấy nhiều, sợ các em không có tiền mua. Đó, và sợ ba mẹ cũng không cho mua. Rồi, tiếp theo đây là một bộ váy búp bê. Bộ này là 40.000 đồng. Đây, để chị mở ra chị giới thiệu cho các em nha. Mấy bộ này thì lại cho mở ra ha. Còn mấy bộ kia á, đồ nó nhỏ nhỏ cho nên là không cho mở ra. Ơi dính rồi, cũng dính luôn rồi mấy em ơi. Tưởng đâu cho mở ra chứ. Đây, bộ đồ này là bộ đồ cô dâu nè. Nó có cái ren hình trái tim nè. Đó, cô dâu thì phải có hình trái tim màu trắng nè, có cái lớp và có cái lưới nè. À, cái một cái váy ở trong, một cái váy à, cái ren ở ngoài, một lớp ren, hai lớp ren, ren hoa hồng, ren này là rất là xịn nha, 30.000 đồng. Đó. Tiếp đến là cái váy cô dâu, váy cô dâu ren nhiều tầng ơi là nhiều tầng luôn nè, để chị xem coi chị có mở ra được không. Được em ơi. Đây, đẹp chưa, có một cái lớp ren mỏng ở trên xuống đây ha, may chít eo rất là cẩn thận nè, các em thấy là may chít eo ha. Các bạn nhớ đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi nha, và nhớ like ủng hộ cho chị nha. Đây, chị sẽ giới thiệu tiếp. Đây nè ha, hai bên chít eo, phần váy rất là xòe, rất là rộng đó, rất là rộng nha, để chị kéo lên cho các em xem. Đó, váy rộng lắm, váy xòe ơi là xòe, giống như là công chúa Lọ Lem vậy đó nè. Có một tầng ren nha, cái ren cũng rất là đẹp nè, ren hoa hồng, một tầng ren, hai tầng ren, ba tầng ren, bốn tầng ren, và ở bên trong này là một lớp vải phi. Wow, rất là đẹp các em à. Và kèm theo là cái gì nữa vậy ta, chị coi trong bịch chị thấy nó còn nè. À, đây